Chào các bạn, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với chuyên mục Sờ Tận Tay để review những thứ máy móc hay ho khiến công việc làm bếp trở nên vô cùng thú vị. Hôm nay mình sẽ review một chiếc máy xinh xắn trông giống hệt như một bộ đồ chơi đồ hàng có tên là máy chế biến đồ ăn dặm cho trẻ em Beba Baby Cook Duo. Đây sẽ là một cỗ máy kỳ diệu, cực kỳ tiện lợi dành cho các bố mẹ bỉm sữa, giúp cho việc vào bếp làm đồ ăn cho em bé trở thành một trò chơi cực vui. Chiếc máy này có thể cùng lúc hấp, xay, hâm nóng và giã đông thức ăn cùng lúc bằng hai bình chứa. Bạn có thể dùng máy này để nấu súp, cháo, đồ ăn dặm, chế biến các thực phẩm tươi sống như là thịt gà, cá, thịt heo hay rau củ. Tất cả đều được thực hiện nhanh chóng trong vòng 15 đến 20 phút. Mình sẽ review lần lượt những điểm thú vị của máy này nhé. Về mẫu thiết kế thì hiện nay trên thị trường máy được phân phối chính hãng có hai màu là màu hồng gold và màu V-Cloud. Mình thì mình chết mệt với cái máy màu hồng gold này vì nó giống hệt bộ đồ hàng trong cổ tích trong mơ của mình hồi bé vậy. Bản thân việc vào bếp với một thứ đẹp đẽ có thể giúp mình phấn khởi, giảm stress và không còn hình ảnh bà mẹ đầu bù tóc rồi với đống nồi nhựa xong chảo bừa bẩn nữa. Chính bởi vì máy được thiết kế rất tiện lợi, đến mức bạn có thể chỉ dùng một tay để thực hiện mọi chức năng như là tháo, lắp hay là đổ nước bấm nút. Mình thì mình đánh giá đây là một chi tiết rất nhân văn, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể vừa bế con vừa sử dụng máy rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Về cấu tạo thì ưu điểm lớn là máy gồm luôn hai lồng hấp và hai cối xay. Bạn có thể cho thực phẩm vào lồng để hấp chín, rồi đổ đồ đã chín vào bình đong có lưỡi xay này để xay. Với hai lồng hấp xay và riêng biệt, các bạn có thể vừa làm đồ ăn dặm cho bé, vừa tranh thủ làm đồ tráng miệng hoặc là hấp luôn rau củ cho cả nhà nữa, rất là tiện. Chi tiết nhỏ mà tiện dụng nữa là máy có kèm theo một chiếc thìa nhựa đa năng, vừa dùng để khuấy thức ăn, vừa như một chiếc giá đỡ để lấy lồng hấp ra rất dễ dàng. Điểm tiếp theo mình đánh giá cực cao mà không máy hấp hay máy chế biến đa năng nào khác có được chính là máy này được lập trình cơ chế làm chín đồ ăn bằng phương pháp hấp theo chu kỳ nhiệt hình sin. Kiểu nôm na là nhiệt từ hơi nước sẽ luôn được kiểm soát chặt chẽ và có giảm nhiệt trong quá trình hấp, chứ không chỉ có một mức nhiệt duy nhất như khi bạn hấp trên nồi hoặc là các loại máy khác. Điều này giúp thực phẩm vẫn chín đều nhưng giữ được tốt nhất dinh dưỡng cũng như mùi vị. Về tính an toàn thì toàn bộ các bộ phận của máy Beba đều được làm từ nhựa cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu nên có thể chịu được nhiệt và cực kỳ an toàn, không độc hại kể cả với trẻ sơ sinh. Ngoài chiếc máy Baby Cook Duo này thì Beba còn có rất nhiều các sản phẩm phụ kiện dùng để lưu trữ và các đồ dùng cho trẻ em rất là cute mà mình tin là bất cứ bạn nhóc nào cũng sẽ hào hứng hơn với bữa ăn. Mình sẽ giới thiệu một vài sản phẩm mà mình rất tâm đắc nhé. Đầu tiên là bát ăn chống trượt và thìa xoay 360 độ không đổ Beba siêu đáng yêu, giúp cho bọn nhóc ăn dễ hơn mà không đổ hay là bị rơi bẩn. Còn đây là túi mút thức ăn nghiền Baby Pot, giúp cho bữa ăn của bé trở nên linh động hơn, bé không phải xúc thìa nữa mà có thể mút mút. Bộ 6 hộp chia và chữ đông có thể tháo và lắp ráp với nhau như một bộ xếp hình, đỡ tốn diện tích tủ lạnh mà không bị đổ. Các bố mẹ có thể nấu nhiều hơn một bữa, cho bé ăn một phần rồi cấp đông phần còn lại như thế này để tiết kiệm thời gian hơn nhé. Bữa sau thì chỉ việc lấy ra cho vào máy này để giã đông hoặc hâm nóng lại là xong. Rồi giờ thì mình sẽ dùng chiếc máy Beba này để thử làm ra 3 bữa ăn dặm siêu nhanh và ngon miệng cho các bé ở các lứa tuổi khác nhau nhé. Mình sẽ chế biến cùng lúc hai món là súp bí đỏ và táo nghiền. Mình sẽ làm súp bí đỏ trước và mình cần khoảng 1 cup bí đỏ cắt miếng cỡ viên xúc xắc như thế này. Vì bí đỏ rất thơm ngọt nên trẻ rất là dễ ăn lại giàu dinh dưỡng. Bước 1, mình sẽ phải đong lượng nước đổ vào khoang chứa nước của máy đến vạch số 3. Với máy Beba thì bạn chỉ việc đổ nước vào các vạch có sẵn, máy sẽ tự ngắt khi thực phẩm chín. Sau đó mình đổ nước vào bình chứa. Tiếp theo, mình lắp cối xay vào thân máy. Sau đó đặt lồng hấp vào, đóng nắp lại. Ấn nút có biểu tượng hơi nước, thế là xong, chỉ việc ngồi đợi bí chín thôi. Trong khi đó thì mình dùng lồng hấp còn lại để làm táo nghiền tráng miệng cho bé nhé. Vì hai lồng hoạt động riêng biệt nên mình có thể nấu cùng lúc hai món mà không bị lẫn mùi vị. Táo thì mình cắt miếng rồi chốt vào lồng hấp. Vì táo mềm nên mình hấp ở vạch nước thứ hai. Khi thực phẩm đã chín thì nước trong khoang cạn hết và logo sẽ nháy sáng, máy tự động ngắt và kêu pip pip. Vì vậy là bạn không cần trông chừng và sẽ không lo bị cháy nữa. Thêm một cái hay là phần nút đóng của máy được cách nhiệt hoàn toàn,
trong khi hấp cả máy có thể nóng rực lên, còn nút bấm này thì lại không nóng tí nào. Bạn có thể mở nắp bằng một tay mà không lo bị bỏng. Rồi, giờ thì mình sẽ mở nắp máy xem bí đỏ đã thực sự chín chưa nhé. Và đây, sau khi hấp ở mức thứ 3, thì bí đỏ đã chín, thơm phức, màu sắc và thậm chí cả hình dạng vẫn giữ được nguyên, cực mềm mà không bị nát, cũng không bị ngậm nước. Mình sẽ dùng chiếc thìa đa năng để nhấc lồng hấp ra. Với cái phần nước chảy xuống còn giữ lại này thì bạn có thể sử dụng để điều chỉnh độ đặc loãng của món súp bí đỏ hoặc giữ lại để cho bé uống kèm. Sau đó mình đổ luôn bí vào bình xay phía dưới. Máy đi kèm với một nắp đậy thế này để khi xay không bị bắn lên phía trên máy. Vì vậy bạn không cần mang cả máy để đi rửa nhé. Và như đã giới thiệu từ đầu thì máy này được thiết kế để có thể sử dụng bằng một tay nên bình xay sẽ luôn ở bên phải của máy. Còn nút điều khiển này thì cũng chỉ cần xoay, giữ sang phải vài giây để xoay nhuyễn một mẻ đồ ăn. Wow, bí đã được xay rất nhuyễn mịn rồi này. Tương tự, mình cũng đổ táo vào chính cái bình vừa hấp. Mình để lại nước táo, còn đâu thì sẽ xay táo luôn nhé. Thế là mình đã hoàn thành một bữa trọn vẹn cho bé với hai món ngon miệng thế này rồi. Nhìn xem, các món làm từ máy bia ba rất là mềm, mượt, hấp dẫn thế này thì trẻ em không thích mới là chuyện lạ nha. Và đặc biệt là mùi vị được giữ nguyên vẹn rất thơm và giữ được vị ngọt tự nhiên. Sau 10 tháng tuổi, bé có nhu cầu ăn các loại thức ăn đặc hơn. Vì thế đừng xay nhuyễn tất cả mà hãy tạo cơ hội cho bé được nhai nhé. Mình sẽ làm cháo nguyên hạt với thịt gà và súp lơ xanh cho bé ở giai đoạn này. Với món ăn dặm này, mình sẽ sử dụng cùng lúc cả hai lồng hấp của máy. Một bên mình sẽ nấu cháo và một bên thì mình sẽ hấp các loại nguyên liệu còn lại. Đây chính là lồng hấp cháo nha, rất xinh xắn với chất liệu nhựa cao cấp nhé. Mình có thể sử dụng lồng hấp này để nấu mì pasta đổi món cho bé. Mình sẽ cho vào đây khoảng 40g gạo đã vo sạch và đổ vào khoảng 180ml nước sôi hoặc thêm một chút nước nữa nếu bạn muốn cháo mềm hơn. Mình đong nước đến vạch thứ 3. Nấu xong thì mình ủ thêm 10-15 phút để cháo chín mềm mà không bị mất chất như nấu cháo bằng nồi áp suất hay nồi thường. Còn lồng bên này, mình sẽ cho thịt gà vào trước và cho súp lơ xanh xếp lên trên. Vì các nguyên liệu đều nhanh chín nên mình để nước hấp ở vạch thứ 2. Máy sẽ sử dụng công nghệ nhiệt hành xin để luôn đảm bảo thực phẩm được chín tới mà không làm mất đi nhiều dinh dưỡng. Sau khi thịt gà và súp lơ xanh đã được hấp chín thì mình sẽ đổ vào cối để xay nhuyễn. Tiếp tục, mình chỉ được xoay nút sang bên phải, giữ nút xoay này để điều chỉnh độ nhuyễn thô mong muốn là xong. Nhìn xem này, cháo rất là mướt, hạt gạo được nấu chín mềm, rất là dễ ăn cho các bé. Mình sẽ trộn cháo với phần thịt gà và súp lơ xanh đã được xay nhuyễn nhé. Với phần thịt gà và súp lơ còn thừa thì mình sẽ cất trong một lưu trữ thực phẩm của BA3 để sử dụng cho các bữa ăn sau của bé. Và đây chính là món cháo thịt gà súp lơ xanh ngon tuyệt vời không mà rời. Rất nhanh và tiện lợi, 30 phút khi máy nấu thì mình chả phải làm gì cả. Mình có thể tranh thủ nghỉ ngơi hoặc làm việc khác, chơi với con. Sau đó thì mình lấy đồ ăn ra, trộn lên và có ngay một bữa ngon lành đầy đủ dinh dưỡng cho bé như thế này rồi. Khi bé lớn hơn thì hãy cho bé tập cầm nắm thức ăn và tự nhai. Bé sẽ thấy thú vị với việc tự ăn và khám phá bản thân. Chứ đừng bắt bé ăn mãi đồ ăn nhuyễn, bé sẽ lười ăn đấy. Giờ thì mình sẽ hấp cà rốt, su su và làm sốt sữa chua mật ong để bé chấm nha. Đầu tiên mình sẽ cắt cà rốt su su thành các quay nhỏ và dài vừa tầm tay của bé. Sau đó mình cho cà rốt su su vào lồng hấp, hấp chín bằng máy giống như đã làm với các món trước đó. Mình sử dụng nước ở vạch thứ 2 thôi nhé. Khi hấp rau củ ở lồng hấp bên trái thì mình sẽ sử dụng cối bên phải để làm món sốt sữa chua mật ong ngon tuyệt cho bé. Mình sẽ cho tất cả nguyên liệu vào bình xay. Gồm có 1 cup sữa chua Hy Lạp, 1 thìa nhỏ bình giang, 1 xíu rau mùi tùy khẩu vị từng bé, 1 thìa mật ong, 1 thìa nhỏ dầu ô liu và sau đó chỉ việc xay nhuyễn là xong. Mình rắc thêm một chút gừng giang cho thơm sau khi hoàn thành. Rau củ chín thì mình đổ ra đĩa,
Vậy là mình đã hoàn thành món thứ 3, que rau củ hấp chấm sốt sữa chua cho bé rồi. Bé sẽ rất thích thú với việc tự cầm và chấm sốt đấy. Vậy là với chiếc máy nhỏ gọn xinh xắn như chơi đồ hàng thế này, mình có thể làm được rất nhiều món ăn dặm khác nhau cho bé. Mình còn nghĩ là chẳng nhẽ phải để thêm một đứa nữa để tận dụng cái máy này vì nó quá là yêu, quá là tiện luôn ý. Mình thì mình chấm máy này là 4.5/5 sao với các tiêu chí. Chuyên mục sờ tận tay xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau với những sản phẩm làm bếp thú vị và đừng quên bấm nút theo dõi kênh YouTube của mình để khám phá thêm thật nhiều clip nấu ăn và review thú vị hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!